いた。皆さんこんにちは。新ちゃんこっぱん。新ちゃんこっぱん。ベトナム語がうまいですね。やったー、ね、ありがとうございます。テントイラゾテン、テンミンラお、テンミンラ、タケパン、イエーイ。Trong bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học về ước muốn, tức là bạn muốn cái gì đó hay là bạn muốn ăn cái gì đó, bạn muốn làm cái gì đó. Ok? Cái gì đó. これって神様ですね。神様。神様ですね。À, khi mà hỏi rằng là bạn muốn cái gì thì chúng ta sẽ có hai cách hỏi. Cách hỏi thứ nhất, 今何が欲しいですか? Và cách hỏi thứ hai đó là 今一番欲しいものは何ですか? Tức là thứ mà bạn muốn nhất bây giờ là gì? Cái câu hỏi thứ hai này, thứ mà bạn, thứ nhất mà bạn muốn nhất bây giờ là gì? Ok. Là gì? Takeban sensei. Hai. 今何が欲しいですか? 私は星が欲しいです。あちゃん、ほら星たくさんあるでしょ。うわあ、すごい。さすが神様。星、やちゃん星です。星が欲しいですね。他にはありますか。私はベンツが欲しいです。ベンツ、ベンツって何ですか。車です。車だ。わあ。わあ。ベンツが綺麗ですね。うん、かっこいい。他にはありますか。私はお金が欲しいです。お金、これぐらいでいいですか。十分十分。十分。宝くじ。わお。大きい耳ですね。ですね、耳が大きいですね。わあ。ズン先生。はい。耳はベトナム語で何ですか。よく聞いてね。タイ。タイ。タイ。タイですね。いい。ああ痛い。ああ痛い痛い痛い痛い。Khi mà các bạn muốn làm một điều gì đó thì các bạn chia động từ về dạng tai nhé. Chúng ta bỏ mất sự đi, động từ ở dạng mất, bỏ mất sự đi và cộng thêm tai thì chúng ta sẽ được dạng là ước muốn trong trường hợp này. Tabetai tức là muốn ăn. Và chúng ta sẽ kết hợp như thế nào? Khi mà muốn làm gì đó thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ga đứng trước nó. Nani nani ga tabetai tức là nomitai tức là mitai kaitai. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng trợ từ ố cũng được, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thường thì trong những cái ước muốn của con người căn bản như là ăn uống, nhìn xem, mua cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng trợ từ gá. Đứng trước trợ từ gá này thì nó sẽ nhấn mạnh hơn, đó là muốn ăn, ăn nhưng mà ăn cái gì. Ăn cái gì nhá. Ăn cái gì nhỉ? Uống nước này. Nhấn mạnh cái từ đứng trước gá này nhá. Xem cái gì. Phim. Phim. Mua cái gì. Mua おと、おと。で、タキパン先生、これ、はい、全部読んでくれますか。はい。肉が食べたい。水が飲みたい。映画が見たい。車が買いたい。車が買いたいですね。bình thường những cái động từ kết thúc bằng したい này, tức là nó sẽ có hai cái chữ Hán ở đằng trước nó là したい nhé. Ví dụ như là 勉強したい hay là setme style thì sẽ chúng ta sẽ dùng trợ từ o, ví dụ như là nihongo o benkyo style hay là sore o setme style. Tuy nhiên khi mà bị hỏi rằng là bạn muốn học gì, nani ga benkyo style desu ka, thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ga đứng trước nó, nihongo ga benkyo style, tức là mình nhấn mạnh rằng là tôi muốn học tiếng Nhật. Ngoài tiếng Nhật ra thì tiếng Pháp, tiếng Anh thì không quan trọng nữa, mà tôi chỉ muốn học tiếng Nhật mà thôi. Ok. Okay. Chúng ta có thể hỏi bằng hai cách trả lời này. Nani ga shitai desu ka? Tức là bạn muốn làm gì? Nani o shitai desu ka? Nhớ là nani tức là nhấn mạnh nhé. Nếu mà o thì sẽ nhấn mạnh cái động từ đằng sau. Nếu mà ga thì sẽ nhấn mạnh cái danh từ đứng trước nó. Ok. Tsugi. Nanda. Và phủ định của tai là kunai desu ne. Takeban sensei, kore yonde kuremasu ka? Tsukareta kara nani mo shitaku nai. Câu này có nghĩa là bởi vì tôi mệt rồi nên là chẳng muốn làm gì cả. Nani mo shitaku nai. À, tsugi wa? Nihon ni ikitai desu. Minasan wa Nihon ni ikitai desu ka?
私はベトナムに帰りたいです。そうですか、うん、私もベトナムに行きたいです。私もベトナムに行きたいです。chúng ta đến với ví dụ tiếp theo。 日本語を勉強しているから日本人の友達を作りたい。作りたいですね。結局từ 友達を作りたい tức là tôi muốn kết bạn với người Nhật. Kết bạn với người Nhật thì chúng ta sẽ dùng cụm từ này. OK. ベトナム語を勉強しているからベトナム人の友達を作りたいです。にゃ。Yeah. Yay. にゃ。Có một chú ý như thế này. Thứ nhất, khi mà biểu thị cái ham muốn của người thứ ba.Như là ông ấy, bà ấy, anh ấy, hay là thầy Kento, hay là thầy Shin gì đó. Thì chúng ta sẽ không sử dụng động từ tai này, mà chúng ta sẽ sử dụng một cách khác. Tuy nhiên, nó rắc rối bởi vì chúng ta sẽ phải chia sang thể quá khứ của động từ hay là thể tiếp diễn của động từ. Nên là trong phần này mình sẽ không dạy, mình sẽ dạy về phần sau. Và chú ý thứ hai đó là khi mà mời ai đó, cái gì đó thì cũng không nên dùng hoshi hay là tai. Nani ga shitai desu ka? Thật tuyệt vời đấy.Anh muốn cà phê à? Hay là anh muốn uống rượu không? Đúng không? Kohi ga hoshi desu ka? Osake ga nomitai desu ka? Tức là khi mời ai đó nhá, thì chúng ta sẽ không hỏi như thế này mà chúng ta sẽ phải hỏi là Kohi wa dou desu ka? Osake wa ikaga desu ka? Chúng ta sẽ dùng dou desu ka và ikaga desu ka. Chúng ta đến với mẫu câu tiếp theo. Danh từ chỉ địa điểm e, động từ chia dạng mas và kết hợp đằng sau nó làchỗ này là dùng trợ từ ni nhá, mình quên không ghi vào ni. OK, ni ikimasu hay là kimasu hay là kaerimasu. Shinjuku e tabe ni ikimashou. Là chúng ta cùng đi đến Shinjuku để ăn thôi. Tsugi, Shibuya e kaimono ni ikimasu. Tức là tôi sẽ đi đến Shibuya để mua sắm. Kaimono tức là mua sắm. Mua sắm. Mua sắm. Thật không? Mua sắm.韓国で何を買うのってモサンっていう。モサンですか。モサン。モサン。うん。持って何？サンって買うってこと。モサン。再現してよ。モサン。はい。モサン。映画を見に行きましょう。行こう行こう。行こう行こう。ほら、chúng ta có một mẫu câu như sau. Chúng ta sẽ hỏi một ai đó rằng là bạn đến Nhật để làm gì vậy, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói rằng là đến Nhật nhé. Đến Nhật. Đến Nhật này tức là đã gì nhá. Nên chúng ta chia về dạng quá khứ, OK. Quá khứ.日本へ何をしに来ましたか？ズン先生は日本へ何をしに来ましたか？私は日本へ教育の勉強をしに来ました。おお。だから、tôi đến Nhật để học giáo dục。giáo dục。You は何しに日本へ？You は何しに日本へ？友達に会いに。2年ぶりに日本に来て、今日はこれからどこの友達が広島に、はあ、ねえ、タクパン先生、はい、私はベトナムへイベントをしに帰りたいです、うん、わお、私も行きたいです。いつですか？3月15日にハノイでやる予定です、うん、私も行きたい。ベトナム人の学生たちに会いたい。ベトナムの友達を作りたい。ベトナム語を勉強したい。そしてベトナム語で話したい。ホーチミンへ行きたい。私はベトナムのフォーが食べたい。そしてベトナムの川を泳ぎたいです。ジャブジャブジャブジャブジャブ。ガムガッバ。Đã thường xuyên quan tâm theo dõi kênh truyền hình Dũng Mori.Và các bạn nhớ đừng quên đăng ký kênh Dũng Mori để cập nhật những bài sớm nhất nhé. Thôi lúc stay nè, thôi lúc. Bye bye, mata nè. Mata nè. Mô sắm. Mô sắm. Watashi wa wa? Toilet. 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 Ngua 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 nha. Ngua nha.